Ông Nguyễn Văn Tín đã được nhận đền bù hơn 1 tỷ đồng của dự án điện gió này. Diện tích đất còn lại gia đình vẫn sản xuất bình thường và ông Tín còn được tuyển thành công nhân của dự án. Khi mà đã đưa công trình điện gió về đây, làm cơ sở hạ tầng đường xá giao thông thương cho bà con là rất là tuyệt vời. Chúng tôi phải mở đường để vào chở thiết bị vào mà. Đó là gắn liền giữa cái quá trình phát triển của doanh nghiệp và cộng đồng. Còn cái những cái việc chúng tôi sẽ tự nguyện đóng góp cho cộng đồng, ví dụ quỹ vaccine hay là phát triển hay là quỹ khuyến học, mọi thứ thì chúng tôi đã làm và chúng tôi cũng sẽ làm về sau này. Khi dự án nhà máy điện gió Ea Nam 400 MW do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam triển khai, cũng đồng thời tuyến giao thông dài 70 km kết nối với mạng lưới giao thông của tỉnh được khởi công. Tại Đắk Lắk, các dự án phát triển năng lượng xanh và tạo sinh kế cho người dân song hành, hài hòa được lợi ích của các bên. Sự nỗ lực vào cuộc đồng hành cùng với nhà đầu tư tháo gỡ những cái khó khăn để phát triển những cái dự án năng lượng tái tạo nói riêng và các cái dự án phát triển kinh tế xã hội nói chung tại địa phương. Mỗi dự án ngoài việc mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách còn góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương và phát triển thêm hạ tầng tại các vùng khó khăn. Hiện Đắk Lắk có tiềm năng lớn về phát triển điện gió với tổng công suất dự kiến khoảng 10.000 MW.